Lênh đênh ba chiếc thuyền kè, chiếc ra Hà Nội, chiếc về sông Dâu, vì tầm em phải hái dâu. Đây chính là dòng sông cổ là chảy qua thành Lưu Lâu. Thì lúc đó là đã trở thành trung tâm buôn bán sầm uất rồi, thì các nhà buôn từ Ấn Độ, từ các nơi người ta đã đến đây buôn bán và giao qua dòng sông Hồng về Trung Quốc và dòng sông Dâu ở đây. Đấy, về đây trên bến dưới thuyền rất là tấp nập. Thế thì theo đó thì các nhà truyền giáo Ấn Độ người ta cũng đi theo bằng buôn thủy và người ta sang để người ta truyền cái giáo lý và đến Việt Nam mình. Thì lát nữa thì em sẽ đưa các anh các chị đến cái nơi mà ông một vị thiền sư người Ấn Độ ông ấy sang truyền giáo đạo Phật đầu tiên ở Việt Nam. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là trước cửa ngôi chùa cổ Dâu là thế hệ sau, tức là đây là phát tích của đạo Phật từ đây. Đây vốn dĩ là một cái tư gia của ông bà Tu Định, người làng Mèn, tức là làng Bán Xá trong này. Đây, cái làng trong đây. Thế thì khi mà cái Phật giáo, trung tâm Lưu Lâu phát triển đấy, thì các nhà truyền giáo Ấn Độ, người ta theo các cái thuyền buôn của các nhà thương gia đến Lưu Lâu này và người ta đi truyền giáo ở các vùng xung quanh. Thì ở đây vốn dĩ là một tư gia của ông bà Tu Định. Thì khi mà ông Đà Không Đà La đến đây ăn ra thì ông ấy nhờ ông bà ở đây. Và đồng thời là đi ông bà hàng ngày thì ông đi truyền giáo này. Thế chứ những người mà được đệ tử đầu tiên được truyền thụ cái Phật giáo đó là ông bà Tu Định và nàng Man Nương. Man Nương thì là con gái của ông bà Tu Định. Nàng rất là xinh đẹp. Và ở đây vẫn còn nhà thờ họ, họ Man. Đấy. Họ Man ở trong làng Bát Xá đây, Bát Xá Đông. Thế và khi đi truyền giáo ở đây thì cùng thời mới xin nhiếp cai trị cái đất Giao Châu này. Thế thì có một hôm theo truyền thuyết ấy, là ông đi truyền giáo về muộn thì nàng Man Nương là mới ngồi chờ, để như vậy là chờ sư phụ mình về. Nhưng vô tình thì là ngài không biết ngài bước qua, thì sau đó nàng Man Nương mang thai 14 tháng, sinh hạ ra một bé gái rất là khôn ngu thân tú. Thế khi đó thì tình anh đi gian thì ông bà Không Đà La mới mang đến bắt đền là sư Không Đà La. Thế thì sư Không Đà La lúc đó chỉ có nói một câu là đây là cái thiên định, tức là sẽ là con Phật, nàng sẽ là con Phật. Thì lúc đó không giải thích được, ông chỉ nói thế thôi. Thế thì sau đó là ông mới mang cái đứa bé này ấy, vào cái rừng Dâu ấy, đặt một cái cạnh cái gốc cây dương thụ, cái dung thụ rất là to. Ông muốn nhận thần chú thì cây nó há ra và đặt đứa bé vào đây, xong cây khép lại. Thế ông trao cho nàng Man Nương này cái cây trượng và nói rằng là khi nào mà gặp hạn hán ấy, mất mùa, hãy chống cây trượng xuống và niệm câu thần chú thì tự nhiên trời sẽ có mưa. Thế thì từ đấy mới trở lại cái câu chuyện là cái tín ngưỡng dân gian của Việt Nam mình ấy, lúc đó đã có cái tín ngưỡng thờ thần rồi, tức là thờ thần mây mưa sấm chớp, vì là nền nông nghiệp, cho nên là khi mà kết hợp mấy cái tôn giáo của Ấn Độ truyền sang ấy thì nó tạo thành một cái tín ngưỡng văn hóa rất là độc đáo, không nơi nào có được. Vừa là thần mà người ta mong ước để như vậy là mang đến cái phồn thịnh cho đất nước, mùa màng tốt tươi, rồi thì là thuận hòa. Thì kết hợp với cái tôn giáo, cái lòng tin ấy người ta đặt vào thì tự nhiên hai cái nó hòa nhập là một, vừa là Phật vừa là thần. Đấy, có đặc điểm như thế. Người là có tên là Phúc Nghiêm Tự, tên chữ là Phúc Nghiêm Tự, thường gọi là chùa tổ. Đấy, tên nôm là chùa tổ, tên chữ là Phúc Nghiêm Tự. Thế mời các anh các chị vào đây.
ngồi với anh dâu, với anh chị là hoạt động rất là dân dản. Hoạt động tên là Thích Thanh Dũng. Ngài trụ trì ở đây đã được 21 năm. Phó ban trị sự của Hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, được Giáo hội Việt Nam tấn phong chức danh Hòa Thượng, là một trong những cái hàm có thể nói là bậc cao của giới chức nhà Phật, cũng là từ cái tâm, cái đức của các vị chủ trì của các cái cơ sở Phật giáo. Đặc biệt là trong 20 năm đó thì Hòa Thượng Thích Thanh Dũng có rất nhiều cái đóng góp cho cái phong trào, cho cái Phật giáo của Tôn Thành, của Bắc Ninh. Đây là nghệ sĩ ưu tú Xuân Bùi, là người rất là am hiểu về văn hóa, đặc biệt là văn hóa Kinh Bắc và văn hóa quan họ. Nếu mà nói về am hiểu về quan họ thì đây là nhân vật số 1 của hiện tại bây giờ. Thì cũng báo cáo với Hòa Thượng nhân dịp đầu xuân mới thì bác về vãng cảnh chùa, tạo vào cái rồi thì đi thăm cái di tích lịch sử của quê hương mình, và không thể không đến. Dạ vâng, cảm ơn tiên điện, cảm ơn quý đoàn, rất hân hạnh hôm nay bản cử tổ được cung đón quý đoàn thành dân hàng gạo tỉnh Lâm Đồng, cái cử tổ. Tôi xin lỗi anh Giang và xin lỗi cả nhà, tôi không phải là một thầy số thầy tướng, thế nhưng mà vì có lẽ sống va chạm nhiều cho nên cũng có một chút chút về cái năng khiếu xem tướng. Thế nhưng mà vào đây khi nhìn thấy Hòa Thượng thì tôi tự nhiên tôi thấy rất là thiện cảm, bởi vì trên một cái khuôn mặt ấy, nó đầy phúc hậu, nó đều là nhân văn, mà hiếm một vị nào có được một cái phong thái này. Nó có một cái gì đó làm cho người gặp ngay đầu tiên là rất quý mến và tin tưởng. Rất đẹp bình an. Cảm ơn Hòa Thượng. Xuất nhập bình an. Xuất nhập bình an. Anh Bùi ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Hôm trước về hội làng ngang nội là 4 lần bỏ quên rồi, tại vì cứ đi theo đoàn làm phim. Chúng sinh an lạc. Và trên tòa thượng điện đây thì chính giữa là cái pho tượng bà Man Nương, là pho tượng to nhất được đặt chính điện chính giữa, và là bà là mẫu Tư Pháp. Và bên tay trái bên trên ấy, phía bên trên bên tay trái của bà Man Nương ấy, theo hướng chúng ta nhìn vào đấy thì là tượng của ông Tu Định, là thân phụ của bà Man Nương. Ở bên tay phải đây là tượng của bà Tu Định, cũng là thân mẫu của bà Man Nương. Thì còn lại bên tay phải của cái bệ thờ bên tay phải đây, thấp hơn một chút, thì đây là nơi thờ của ngài Pháp Sư Khâu Đà La, là người gốc Ấn Độ, là người đầu tiên là truyền bá Phật giáo vào đất Lưu, và hay nói cái khác tức là truyền giáo vào Việt Nam. Thì đây là ngôi chùa là thờ là Tư Pháp, hệ Tư Pháp, tức là mẫu Tư Pháp, cho nên xuất phát từ đây thì Phật giáo mới được lan tỏa đến các cái nơi khác.
trong đó cũng có cả cái vùng Nguy Lâu và cả vùng Kinh Bắc mình, ví dụ Phật tích cùng thời đó được truyền sang, nhưng mà gốc là tại đây, cụ là Pháp La, Pháp Sư Khâu Đà La, cụ ở đây cụ đi truyền giáo xong rồi mới vào đây cụ ở đây. Sau khi mà cụ ông bà tu định mất ở đây thì đây được thế hệ sau người ta xây dựng thành ngôi chùa, ngôi chùa để thờ Tư Pháp, thờ mỗi Tư Pháp mà thờ những người có công đưa Phật giáo Việt Nam, Phật giáo vào Việt Nam đầu tiên. Tôi phải nói là tôi cảm ơn anh Giang rất nhiều, bởi vì là từ lâu lắm rồi tôi cũng có tìm hiểu về cái này, nhưng mà tất cả chỉ là qua sách vở, chưa thực tế. Còn hôm nay được đến đi trực tiếp, ví dụ chẳng hạn như là tôi vẫn nói về bà Man Nương, mối quan hệ giữa bà Man Nương và sư Khâu Đà La, rồi sau đó thì đến cây Dung Thụ, rồi sau đó thì Pháp Vân, Pháp Lũ, Pháp Lô Điện ra đời. Thế nhưng mà chưa bao giờ tôi được ngắm nhìn vào pho tượng là Man Nương. Thế mà đến đây là tôi lại biết thêm một cái chi tiết tuyệt vời nữa, đó là biết được cả thân phụ của bà, đó là hai ông bà Tu Định. Thế và một cái thì đó là sư Khâu Đà La, một trong những nhân vật lừng danh của cách đây 2000 năm, người đã đưa Phật giáo từ Ấn Độ, mà ban nãy có nói là qua dòng sông Dâu đó, tức là nhờ đi qua cái dòng sông Dâu đó và ngài có đến khu vực này. Trước đây tôi vẫn hiểu lầm là cái chuyện mà nàng Man Nương ấy, với lại sư Khâu Đà La là ở trên đỉnh núi Phật Tích. Thế thì hóa ra là bây giờ anh này nói lại là ở cái chùa Tổ này. Thế thì cho nên đó cũng là một trong những cái tất nhiên là truyền thuyết, thì cũng có thể có người thì vẫn tin, nhưng mà nhân vật lịch sử là có thật, nhân vật thì có thật, nhưng mà cái bối cảnh ấy thì nó có thể nó cũng thay đổi một chút xíu. Cho nên nhân vật lịch sử là bà là người là mén làng mèn trong này, ông bà người Tu Định là làng mèn, tức là làng Mãn Xá, bây giờ là gọi là làng Mãn Xá Đông, bây giờ vẫn còn cả Mãn Xá Đông, nhà thờ và Mãn Xá Đông, Mãn Xá Tây thì gia đình nhà bà là thuộc họ Man là ở làng Mãn Xá Đông, bây giờ vẫn còn dòng họ, vẫn còn nhà thờ tổ, tức là họ Man, Man, thế thì kia là Man Tu Định gốc, vâng, bà là Man Nương thì gọi là con gái của ông bà Tu Định. Và còn có một chi tiết nữa cũng nói với thầy giáo mà tôi cũng rất quan tâm, đó là ban nãy anh nói lướt qua, đó là cái giếng, và vẫn nói rằng là khi mà cuộc chia tay giữa Man Nương và Khâu Đà La thì là Khâu Đà La có tặng lại một chiếc thiền trượng, một cái thiền trượng. Thế và có nói rằng khi nào mà trời làm hạn hán thì cứ cắm xuống đất rồi thì niệm mấy câu thần chú, và sau đó thì trời là mưa sẽ thuận, gió sẽ hòa. Và bây giờ tôi mới biết được nơi cắm cái gậy đó chính là cái giếng. Xin cảm ơn rất nhiều. Là tức là có tổ chùa này thì nó gói tóm lại là thân mẫu của chùa Dâu, vâng, tức là thân mẫu của chùa Dâu. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta mang tên là chùa Tổ, khu vực khuôn viên của nhà chùa có dàn phong lan rất đẹp. Và đây là cái giếng cổ có tên là giếng Man Nương, là nơi mà nàng Man Nương được Pháp Sư Khâu Đà La là trao cho chiếc thuyền trượng, và có nói rằng khi nào mà gặp hạn hán thì sẽ cắm xuống đây và niệm thần chú thì trời mưa và sẽ là mưa thuận gió hòa và mùa màng tốt tươi. Đúng rồi, múc lên. Mấy khi đến được thưởng thức cái nước giếng ngọc giống kiểu vua bà thế, vua bà giếng ngọc vua bà. Ủa giếng sâu thế ạ? Sâu lắm.
là một cái nơi rất là sâu ở vực mà. Theo như là các cụ kể lại đấy, tức là ngày xa xưa lâu lắm rồi, là cái khu vực dâu đây, nó là một cái đô thị cảng mang tầm vóc quốc tế. Dạ vâng. Tàu buôn của nước ngoài vào đấy mà. Dạ vâng vâng. Thế và cũng trong các cái thời kỳ xa xưa đấy, công viên tập đi trước công viên đấy, thì khi mà có một cái đợt mà gọi là ta gọi là đợt là hồng thủy đấy. Dạ. Thế thì tại cái nước của nó cuộn ở đây, tức là tự cái dòng xoáy của nước nó tạo thành cái vực này. Vâng vâng. Vâng. Thì đó là ngày xưa đấy, các cụ nói chuyện trước cái công viên này ngày xưa, ngày xưa đấy. Bà Pháp Vân là một trong bốn bà trong hệ tự pháp. Đây là cái ngôi tháp. Cái tháp này là cái tên là Hòa Phong. Tháp Hòa Phong này có ý nghĩa là mũi của vũ trụ, hướng lên trời cao. Xưa kia thì cái ngôi tháp này là 9 tầng. Tại sao gọi là tháp Hòa Phong? Ta hiểu đơn giản đây này. Đây là một cái công trình để trấn yểm. Bốn góc này đều có bốn trụ thiên dương. Cái năm đó thì không may là có một trận bão lớn, cây nó đổ, nó trôi ra cái dòng sông Dâu này. Thế thì khi đó trùng với hợp với sĩ biết là đêm nằm báo mộng là sẽ có một hiện tượng thiên nhiên kỳ bí tới đây là xảy ra trong tương lai.